Đó, con vợt này mua ở Long An nha mọi người. Và chúng đã hấp xả nó, bây giờ thì mời mọi người ăn với Trúc nha. Ở đây Trúc có nước mắm nè. Mời mọi người. Đã vô cùng luôn. Hồi nãy mọi người có thấy Trúc đi hái xả không? Đi bứt xả chứ. Nó ngọt thịt lắm mọi người. Mềm. Mà nó mập nữa. Cái con này á, rộng nước nó 2 ngày rồi đó. Mà nó vẫn còn mập. Ngon quá trời luôn. Bây giờ là cỡ 2 giờ trưa đó, đang ngồi giữa đồng ở dưới Long An ăn con vợt. Mập ghê à. Có nhiều người người ta không ăn được con này mọi người, bởi vì người ta bị dị ứng. Con này nó cũng giống như con nghêu với lại con chim chép vậy á, nhưng mà nó bự hơn, nó mập hơn. Hồi nãy đi cắt xả làm anh hùng lắm, chui vô trong cái đám xả. Bây giờ xả nó cắt cái tay nát hết trơn luôn. Bây giờ nó ngứa cảm giác như là kiến cắn, mà nó kiến cắn toàn thân đó mọi người. Hôm nay Trúc tâm đắc nhất là cái món nước mắm của Trúc nha. Mọi người đã thấy Trúc pha rồi đúng không? Công thức rất là đơn giản, không có gì khó hết. Đã quá. Nước mắm nó mặn mặn, chua chua, cay cay. Mà cái con này thì nó ngọt ngọt, nó dai dai. Phê lắm. Ham ăn là bị sặc hoài luôn. Chiều á, mà ở ngoài này mát cực kỳ luôn mọi người. Ở phía sau Trúc nè, là có xả nè, có lúa, có dừa, có mía lau. Với lại cái cây này là cái gì, cây bo bo á. Giống nó giống cái hạt bắp gì đó. Bên này thì có mía, có bạc hà, có bí, có bầu. Có cả rau đai nữa, nhiều lắm. Ở đây là một cái vườn nhỏ. Thì Linh với Bình nó hay xuống đây quay mấy cái cảnh đồng quê á. Ở đây rất là yên tĩnh. Có bò, có trâu, có con cò nữa. Dễ thương lắm, cảnh dễ thương lắm. Lâu lâu mà mình được đi về quê á, mình cảm thấy thoải mái yên bình đó mọi người. Trốn xa khói bụi ồn ào náo nhiệt của thành phố. Về đây không khí rất là trong lành. Hôm bữa Trúc sụt mấy ký á, mà Trúc về đây chắc có lẽ là Trúc lên ký lại. Tại về đây tập trung ăn dữ lắm. Xong rồi đó. Không có nhiều con. Bởi vì á, cái này là Linh với Bình mua để quay cái món ăn cho cái kênh của Linh với Bình á. Thế là còn mấy con này, thế là mình hưởng sấy, mình đem ra đây mình quay. Mà mình làm món khác Linh với Bình nha. Linh với Bình là hồi nãy là nướng mỡ hành, còn mình là mình hấp xả. Mình phải làm khác đi, mình là đầu bếp sáng tạo mà. Mọi người đã xem video của mình nha. Mình sẽ dừng video ở đây. Và mọi người hãy comment cho mình biết là mọi người có thích cái không khí ở miền quê này hay không nhé. Để những số sau thì nếu có gì thì Trúc sẽ quay ngoại cảnh như thế này để phục vụ cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy nhớ like, share và subscribe kênh cho Trúc nhé. Và đừng quên có hẹn với Trúc vào 7:30 tối mỗi ngày. Bye bye.